Lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2021, giải thưởng dành cho các nền tảng số, sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin nổi bật Việt Nam đã diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 4 tại Hà Nội. 180 nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin xuất sắc đã nhận được giải thưởng. Phần lớn giải thưởng dành cho đại diện trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chính phủ điện tử, tài chính ngân hàng, giáo dục y tế. Ngày càng có nhiều các nền tảng và các dịch vụ số của Việt Nam được phát triển thành công và có tính ứng dụng cao. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel là đơn vị giành nhiều giải nhất với 22 sản phẩm công nghệ xuất sắc, trong đó có hệ thống quản lý tàu thuyền S-Tracking giúp định vị tàu cá nhằm kiểm soát hiệu quả hoạt động đánh bắt thủy hải sản và cứu hộ cứu nạn kịp thời cho ngư dân.